Chiều 16 tháng 5, Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi thông tin nhận dạng hai thi thể được phát hiện trong ngôi nhà tại huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương. Tử thi thứ nhất giới tính nam, cao khoảng 1,7m, răng hàm trên thiếu 3 chiếc răng, tóc ngắn sát da đầu. Tử thi thứ hai cũng giới tính nam, cao hơn 1,6m, tóc ngắn, mặc áo khoác màu đen. Cả hai đều khoảng 30 đến 35 tuổi. Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy đây là một vụ án mạng. Thi thể thứ nhất được nằm trong một chiếc thùng nhựa nuôi cá màu xanh loại 1.000 lít, được đổ đầy bê tông lên trên. Thi thể thứ hai được bỏ trong một thùng phi xanh bằng nhựa, được đổ đầy trà, rồi được quấn chặt bằng xốp dán silicon. Khuya 15 tháng 5, Công an tỉnh Bình Dương đang phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ nghi án giết người phi tang xác trong thùng ở khu vực. Theo đó, tối cùng ngày, người đàn ông mới tới thuê ngôi nhà thuộc ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương nên dọn dẹp. Trong lúc dọn nhà, ông này thấy trong nhà có thùng nhựa đựng nước nhưng lại bị đổ bê tông kín. Lúc này, người này bê ra rồi dùng búa đập bỏ thì người thấy mùi hôi thối bốc ra. Nghi ngờ, người này kiểm tra thì thấy các bộ phận là cơ thể người nên hô hoán và trình báo công an. Công an có mặt, phong tỏa, khám nghiệm lấy lời khai, điều tra làm rõ. Người phát hiện vụ việc cho hay, căn nhà này được chủ nhà cho thuê đã lâu. Đến hôm nay, đến dọn nhà thì phát hiện vụ việc. Sáng 19 tháng 5, công an tỉnh cho biết đã xác định được danh tính hai nạn nhân trong vụ án mạng giấu xác trong khối bê tông tại căn nhà thuộc ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bầu Bàng. Các nạn nhân bước đầu được xác định là Trần Trí Thành, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, và Trần Đức Linh, quê Nghệ An. Theo điều tra ban đầu, những nghi can liên quan đến vụ án đã bắt đầu khai nhận hành vi tội ác. Trước đó, Lê Ngọc Phương Thảo, thường gọi là Thanh, 29 tuổi, quê Tiền Giang, Phạm Thị Thiên Hà, 31 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, và một số người khác, bao gồm cả hai nạn nhân, đã tham gia một nhóm học pháp luân công. Thời gian đầu, nhóm hoạt động ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, nhưng bị chính quyền nơi đây xử phạt hành chính. Sau đó, nhóm này trở về căn hộ chung cư của mẹ Hà là bà Trịnh Thị Hồng Hoa, 66 tuổi, tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, để tiếp tục học pháp luân công. Trong quá trình tá túc tại nhà bà Hoa, giữa chủ nhà và các thành viên trong nhóm đã xảy ra mâu thuẫn, nên nhóm của Hà tiếp tục chuyển đến căn hộ chung cư của một phụ nữ tên Huyền, ngụ ở phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, để sinh hoạt, trao đổi. Vào tháng 9 2018, nhóm của Hà thuê một căn nhà trên đường D2 trong khu công nghiệp Bầu Bàng thuộc thị trấn La Uyên, huyện Bầu Bàng để cả nhóm sinh hoạt. Khi đó, nhóm có thêm hai phụ nữ tên Hạnh và An tham gia. Nhưng do cực khổ nên hai người này đã bỏ đi. Vì cho rằng bộ môn này bị chính quyền cấm, Hạnh và An không tham gia nữa và sẽ kể cho người khác nghe, nên nhóm của Hà trả lại căn nhà này rồi tìm đến căn nhà số 90 thuộc ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bầu Bàng. Vào tháng 12, 2018, nhóm lên kế hoạch và đi học phương pháp pháp luân công ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu và thuê một căn hộ hạng sang để ở. Tại cơ quan công an, các nghi can khai nhận trong quá trình học pháp luân công ở tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu thì Trần Đức Linh không tuân thủ đúng quy định trong lúc tu luyện, dẫn đến việc xảy ra mâu thuẫn với Hà và Thanh. Bị ảo tưởng, Linh đã nhảy từ trên lầu 1 xuống đất tử vong. Sau khi Linh chết, nhóm của Hà đưa thi thể vào phòng rồi bật máy lạnh nhiệt độ thấp để bảo quản thi thể, tránh mùi hôi. Khoảng một tuần sau, nhóm đã đưa xác của Linh lên ô tô nhãn hiệu Ford Everest 7 chỗ, biển số 51A71830, chủ xe là Hà, chở về căn nhà thuê tại xã Hưng Hòa. Tại đây, nhóm của Hà đã bỏ xác Linh vào thùng nhựa hình trụ, dùng xác trà ướp xung quanh, đổ keo dính, dùng băng keo quấn xung quanh, dựng trong phòng ngủ, rồi tiếp tục luyện pháp luân công tại căn nhà này. Một thời gian sau, Thành có biểu hiện lạ, không phù hợp với nguyên tắc của nhóm tu luyện, như thường nhìn trộm hai phụ nữ
trong lúc ngủ lúc tắm, không chịu nhịn ăn. Nên nhóm của Hà đã nhốt anh Thành vào phòng ngủ để anh này suy nghĩ lại hành động của mình, nhưng vẫn không hiệu quả. Lúc này Thanh và Hà nảy sinh ý định giết Thành. Để thực hiện hành vi phạm tội, Thanh và Hà đã đi mua một bình ắc quy và bộ kích điện về nhà, nói anh Thành đưa tay ra để châm cứu. Nạn nhân làm theo và bị kích điện bất tỉnh. Tiếp đó Hà lấy sợi dây vải siết cổ Thành tới chết rồi khóa cửa phòng ngủ. Nhóm của Hà tiếp tục học pháp luân công. Sau mấy ngày thì xác của anh Thành bốc mùi, nên nhóm của Hà đã lên mạng đặt mua thùng nhựa, mua xi măng, đất đá về đổ bê tông che lắp thi thể. Trong lúc cho xác vào thùng, do thi thể bị trương phình nên Hà dùng dao đâm nhiều nhát để thi thể xẹp xuống, sau đó cho vào thùng và đổ bê tông. Nhóm của Hà tiếp tục ở lại căn nhà này thêm một thời gian, sau đó tìm đến một khách sạn ở khu dân cư Tiamo, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tiếp tục thuê phòng để học pháp luân công. Vào ngày 15 tháng 5, chủ mới của căn nhà đến dọn dẹp căn nhà thì phát hiện thi thể một nạn nhân được giấu trong khối bê tông và báo cho chính quyền. Đến 2 giờ sáng ngày 16 tháng 5, quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an tiếp tục phát hiện thêm một thi thể khác không còn nguyên vẹn trong khối bê tông hình trụ trên. Hàng xóm cho biết khoảng 8 tháng trước, căn nhà thuộc ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương này được 3 người thuê, gồm 2 nữ 1 nam. Hàng xóm thấy lạ vì có thời điểm căn nhà này được người thuê giăng bạt che kín. Một thời gian sau, không thấy người nam xuất hiện mà chỉ thấy 2 người nữ ra vào căn nhà. Sau khi thuê được 7 tháng thì người thuê trả nhà cho chủ nhà. 20 giờ tối 16 tháng 5, phóng viên trở lại con đường dẫn vào ngôi nhà xảy ra sự việc hai thi thể bị bỏ trong thùng nước đổ bê tông. Và bất ngờ khi nơi đây trở nên tĩnh mịch vắng lặng. Đi dọc con đường vắng không một bóng người, ngang qua ngôi nhà xảy ra sự việc, mùi tử thi vẫn còn khá nặng, phải bịt mũi. Lâu lâu một vài chiếc xe máy chạy ngang qua rồi liếc nhìn vào trong, sau đó đi mất hút khuất sau rừng cao su. Đi một lúc, phóng viên mới ghé dừng chân lại tại một ngôi nhà hiếm hoi còn sáng điện, cách ngôi nhà xảy ra sự việc vài bước chân. Đó là căn nhà của gia đình bà Mão. Bà Mão e dè chia sẻ: từ khi phát hiện sự việc, tôi sợ quá, không dám ra ngoài, vì nơi này đường vắng, xung quanh chủ yếu là rừng cao su. Bên kia là rừng cao su chứ không có nhà nào. Đêm đến, mọi người đều đóng kín cổng, ở trong nhà không dám ra đường vì vẫn chưa hết ám ảnh. Sau sự việc phát hiện hai thi thể bị bỏ trong thùng nước đổ bê tông, trong lúc lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra thì căn nhà không có người ở. Thế nhưng có người khẳng định chắc nịch rằng ban đêm thường nghe thấy những tiếng động lạ phát ra từ trong căn nhà xảy ra án mạng. Có người còn quả quyết rằng nghe thấy tiếng nước chảy vào bồn chứa, mặc dù thời điểm đó căn nhà không có người ở do đã bị phong tỏa. Những câu chuyện ma mị được truyền tai nhau đã khiến người dân địa phương vô cùng sợ hãi. Đêm đến, con đường vắng lặng không một bóng người. Tất cả nhà hàng xóm đều im lìm khóa cổng. Bà Mão kể về những bí ẩn quanh ngôi nhà xảy ra án mạng. Hiện cơ quan công an vẫn đang tiến hành lấy lời khai của các nhân chứng, chủ nhà cũ và người dân xung quanh để điều tra nguyên nhân vụ việc.